Thưa quý vị, nhà thơ Nguyễn Đăng Độ quê ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, hiện sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Với tình yêu và niềm đam mê thơ ca, ông đã cho ra đời nhiều bài thơ hay được nhiều nhạc sĩ chọn để phổ nhạc. Mới đây, ông cho ra mắt tập thơ mới mang tên Hương Xa do nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam ấn hành. Đây là tập thơ thứ hai của Nguyễn Đăng Độ xuất bản trong năm 2022. Tập thơ Hương Xa của nhà thơ Nguyễn Đăng Độ được chia thành 4 chương với 57 bài thơ. Chủ đề cảm hứng xuyên suốt tập thơ là vọng về cố hương. Nhà thơ luôn khắc khoải đau đớn về quá khứ, về tuổi thơ của chính mình. Mở đầu tập thơ, nhà thơ đã nhắc đến một xóm nhỏ xa mờ, nơi đã từng lưu giữ nhiều kỷ niệm đối với ông về một miền quê tuổi thơ, nơi đó có hình ảnh tóc mẹ rụng trắng chiều lối ngõ, dáng cha còng nặng trĩu xuống tháng năm, hay chàng ngược bình minh tới hoàng hôn bạc mắt, mồ hôi dầm thấm dọc đời con. Chính nỗi nhớ quê hương da diết này đã thôi thúc nhà thơ đi vào thế giới sáng tạo của riêng mình và đặt tên cho tập thơ là Hương Xa. Hương Xa là cách gọi ngược, nó cũng có thể là xa hương. Hương ở đây là quê hương, ở nơi tôi sinh ra và lớn lên, đầy ắp những kỷ niệm của tuổi thơ. Về tình yêu làng xóm, họ hàng, anh em, hương có nghĩa là hương thơm, hương vị ngọt ngào của đồng quê. Như mùi hương thơm rơm rạ, mùi hương của khoai sắn, nó đã khắc sâu vào tôi với bao kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Không chỉ dừng lại ở những hoài niệm về quá khứ, về nỗi nhớ quê nhà, ở Hương Xa, người ta còn tìm thấy một thế giới khác, đó chính là thế giới của nội tại. Để có được những bài thơ, câu thơ sâu sắc, thâm thẳm nỗi niềm, chắc hẳn tác giả đã sống một cuộc đời đầy sóng gió, thăng trầm. Tất cả được đưa vào trong thơ Nguyễn Đăng Độ như một lời tự sự chân thành, đó là hình ảnh người lính hy sinh, chưa tìm thấy xác, một cô giáo Tây Nguyên đánh đổi tuổi thanh xuân của mình, chấp nhận cuộc sống cô đơn vì đàn em thơ nơi rừng thẳm núi cao. Ngoài ra, trong tập thơ này, nhiều hình ảnh, nhiều chi tiết được tác giả lựa chọn để tăng tính khái quát, giàu hình tượng. Tôi đã đọc tập thơ này và bị cái cuốn tập thơ nuôi cuốn. Tôi đã đọc một mạch ngay trong buổi tối hôm ấy, hết tập thơ. Và tôi thấy ngay một cái điều mà tôi rất là trân trọng đối với nhà thơ là trong cái tập thơ Hương Xa, nó chứa đựng một cái tinh thần nhân bản và một cái tình yêu quê hương tha thiết được viết bằng những ký ức, bằng những cái hoài niệm và bằng một cái tình cảm vô cùng chân thành, chân thật. Ở phần cuối của tập thơ Hương Xa, người đọc đã cảm nhận được sự tươi mới, sự lạc quan tình yêu và lòng biết ơn cuộc sống. Với giọng thơ ấm áp, dung dị, tập thơ Hương Xa mang đến cho người đọc nhiều bài thơ hay, qua đó thể hiện được nét tài hoa, đa cảm và phóng khoáng của tác giả. Đọc Hương Xa, nhiều người như tìm thấy chính mình trong đó. Có lẽ thế, tập thơ đã mang đến thông điệp sâu sắc về tình yêu quê hương, tình đồng chí và những vẻ đẹp trong tâm hồn của mỗi con người. Khi viết về quê hương, tôi như được sống lại những kỷ niệm tuổi thơ. Mỗi lần viết một bài thơ thì tôi thấy lòng mình như thanh thản, như được sống lại chính con người thật của mình. Và tình cảm đối với quê hương càng ngày càng sâu nặng hơn. Hương Xa là tập thơ mà tôi tâm huyết nhất, tập trung công sức rất là nhiều